Chủ tịch nước làm việc với Ban Cán sự Đảng, Tòa án Nhân dân tối cao. Thực hiện chính sách tài khóa ở các lĩnh vực có nhiều dư địa. Khởi động hành trình tôi yêu Tổ quốc tôi nhân ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Thưa quý vị, chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã làm việc với Ban Cán sự Đảng, Tòa án Nhân dân tối cao. Cùng sự có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, cùng lãnh đạo một số bộ ngành Trung ương. Trong nhiệm kỳ vừa qua, các tòa án đã thụ lý hơn 2,4 triệu vụ việc, số vụ việc đã giải quyết đạt tỷ lệ 97,6%, chất lượng xét xử tiếp tục được bảo đảm và có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy sửa do nguyên nhân chủ quan hàng năm đều dưới 1,5%, đạt chỉ tiêu nghị quyết của Quốc hội. Đã chủ trì xây dựng 9 dự án luật, 9 dự án pháp lệnh và 3 dự thảo nghị quyết của Quốc hội hướng dẫn thi hành luật pháp lệnh. Phối hợp với các cơ quan có liên quan, trình Quốc hội ban hành nhiều dự án luật. Việc áp dụng án lệ trong nhiệm kỳ qua mặc dù đang ở giai đoạn đầu, nhưng đã có những án lệ được Chánh án Tòa án tối cao nhiều nước đánh giá đạt trình độ quốc tế. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách tư pháp thời gian tới, Tòa án Nhân dân sẽ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và sự giám sát của cơ quan dân cử, xây dựng nền tư pháp công khai, minh bạch, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, hoàn thiện tổ chức bộ máy và hoạt động của tòa án theo thẩm quyền xét xử, có sự tách bạch hợp lý với các đơn vị hành chính, xây dựng cơ chế bảo đảm tòa án độc lập, thực thi quyền xét xử theo pháp luật. Bên cạnh đó sẽ đổi mới và hoàn thiện thủ tục tố tụng, xây dựng đội ngũ cán bộ tòa án chính quy chuyên nghiệp, tinh nhuệ, tận tụy và tận tâm, xây dựng tòa án điện tử. Sáng nay 15 tháng 10 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi làm việc với các cơ quan về việc điều hành, phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 đã bàn và đưa ra nhiều quyết sách, trong đó có chủ trương nghiên cứu điều hành chính sách tài khóa và tiền tệ linh hoạt, hiệu quả, phối hợp điều chỉnh hai chính sách này với liều lượng hợp lý, vào thời điểm phù hợp, tạo nguồn lực để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế, phục hồi sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, lao động, thúc đẩy xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh đầu tư, bao gồm cả đầu tư công và đầu tư tư nhân. Các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tiền tệ đều liên quan đến thẩm quyền của Quốc hội, nên với tinh thần vào cuộc từ sớm, từ xa, cuộc họp sẽ là dịp để các cơ quan trao đổi, nắm tình hình và gợi mở các vấn đề cần được quan tâm trong điều hành chính sách. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các ủy ban của Quốc hội tích cực phối hợp với các bộ ngành, các cơ quan của Chính phủ, rà soát các lĩnh vực có nhiều dư địa để tập trung thực hiện chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, phục vụ hiệu quả phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo đảm an sinh xã hội và phục hồi, phát triển kinh tế. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp ông Milovan Stankov, nhà sáng lập kiêm giám đốc công nghệ công ty NG Biotech. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, chăm sóc sức khỏe cho người dân, cộng đồng là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn công ty NG Biotech đã cho tặng Việt Nam 1 triệu bộ kit xét nghiệm nhanh kháng nguyên, đồng thời hoan nghênh hợp tác của công nghệ công ty NG Biotech với các doanh nghiệp của Việt Nam như với tập đoàn Vingroup trong việc chuyển giao công nghệ và chuẩn bị sản xuất test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cung cấp ra thị trường Việt Nam và có thể bán sang các nước khác. Ông Milovan Stankov bày tỏ mong muốn được chia sẻ công nghệ trong các lĩnh vực nghiên cứu phát triển và phân phối sinh phẩm, thuốc chữa bệnh, thiết bị xét nghiệm nhanh chất lượng cao, trong đó có các kit xét nghiệm nhanh kháng nguyên và kháng thể COVID để Việt Nam nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh COVID-19 nói riêng và các loại dịch bệnh khác. Sáng nay, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tổ chức khởi động hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Dự chương trình có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Kỷ niệm 65 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khẳng định vai trò là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đoàn kết các tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, nuôi khát vọng, hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng sự đồng hành của Ngân hàng Vietinbank tổ chức hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi nhằm huy động sự tham gia của cán bộ, hội viên, thanh niên sống đẹp, sống có ích, nhất là trong bối cảnh phòng chống dịch, phục hồi sau dịch.
Đặc biệt tại hành trình, các cấp hội, các đơn vị trực thuộc, đồng hành đã cam kết nhận nuôi 650 trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19 đến hết năm 18 tuổi. Từ hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam mong muốn sẽ mang lại nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội, từ triệu trái tim tuổi trẻ chung một tình yêu Tổ quốc. Thưa quý vị, sáng nay tại nhà Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội đã tổ chức phiên họp thứ hai của Ban chỉ đạo tiểu ban số 2 xây dựng chuyên đề đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tham dự phiên họp có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và đồng chí Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội. Đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động, trách nhiệm của thường trực tiểu ban, các thành viên tiểu ban và tổ biên tập trong thời gian ngắn đã hoàn thiện dự thảo đề cương chuyên đề. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các thành viên tiểu ban tiếp tục thảo luận về việc đổi mới cách thức tổ chức kỳ họp Quốc hội, hoạt động của các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện chức năng xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng và hoạt động giám sát, phương hướng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội, việc ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động của Quốc hội, xây dựng và vận hành Quốc hội điện tử. Các đại biểu đã tập trung cho ý kiến đề xuất giải pháp nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu xây dựng một Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Chiều nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 9 tháng đầu năm. Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chỉ đạo hội nghị. 9 tháng đầu năm, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng mức độ giảm tai nạn giao thông chưa tương xứng với mức độ giảm của lưu lượng giao thông. Nhiều địa phương vì chú trọng phục hồi phát triển kinh tế nên chưa quan tâm đến kiểm soát xử lý hành vi chở quá tải. Một số địa phương còn áp dụng những biện pháp chưa phù hợp với quy định và hướng dẫn về kiểm soát dịch của Trung ương, dẫn đến ùn tắc giao thông, đứt gãy lưu thông hàng hóa. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh yêu cầu tập trung bàn các giải pháp tiếp tục giảm tai nạn giao thông, đặc biệt là giảm tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nghị quyết 128 đã được Chính phủ ban hành, các địa phương cần triển khai nhiều giải pháp vừa kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa bảo đảm lưu thông hàng hóa và hành khách, đồng thời các tỉnh thành không dùng các biện pháp hạn chế gây cản trở giao thông. Chiều nay tại thủ đô Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tham dự Diễn đàn Doanh nhân nữ Việt Nam năm 2021 với chủ đề Chuyển đổi số từ nhận thức đến hành động. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, Ngày Phụ nữ Việt Nam ngày 20 tháng 10 và 20 năm ngày thành lập Hội đồng Doanh nhân nữ. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng và biểu dương những nỗ lực không ngừng nghỉ của Hội đồng Doanh nhân nữ trong 20 năm qua, trong đó có việc duy trì tổ chức diễn đàn cho doanh nhân nữ từ năm 2012 đến nay. Hội đồng ngày càng trở thành ngôi nhà chung, kết nối, đồng hành cùng sự phát triển của đội ngũ doanh nhân nữ nước nhà. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, đại dịch COVID-19 cũng gây ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước ta theo nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 đã đề ra. Đảng và Nhà nước đã và đang có nhiều chủ trương, quyết sách mạnh mẽ trong việc phục hồi kinh tế đất nước, đặc biệt luôn lắng nghe, đồng hành, có nhiều chính sách thiết thực để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tiếp tục đứng vững và phát triển mạnh mẽ hơn. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và bối cảnh dịch bệnh đã đặt ra yêu cầu chuyển đổi số mạnh mẽ trong tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam. Phó Chủ tịch nước mong muốn các doanh nhân nữ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và sức mạnh mềm của doanh nhân nữ, biến những thách thức thành cơ hội, nhanh nhạy xác định chiến lược phát triển mới cho doanh nghiệp của mình, đồng lòng tạo ra sức mạnh chung của cộng đồng doanh nghiệp, chủ động tiếp cận chính sách, đóng góp cho việc hoạch định và thực thi chính sách, mang tính hiệu quả, thiết thực, đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trong đó có chuyển đổi số để vươn lên phát triển nhanh và bền vững. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình là những thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nước ta. Trong 24 giờ qua, thì thành phố Hà Nội chỉ ghi nhận một ca nhiễm COVID-19 mới.
thành phố Hà Nội ghi nhận thêm một ca dương tính mới tại Phú Xuyên đã được cách ly. Cụ thể, bệnh nhân này là F1 của trường hợp bệnh nhân tại Hà Nam được ghi nhận trước đó. Như vậy, tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, thành phố Hà Nội đã có 4.079 trường hợp dương tính. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi tới Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur về việc mở rộng tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi sẽ được thực hiện theo lộ trình lứa tuổi từ cao đến thấp, tiêm trước cho lứa tuổi 16 đến 17 tuổi và hạ dần độ tuổi, theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương. Loại vaccine sử dụng là loại vaccine đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi này. Vaccine được sử dụng 2 liều cơ bản trên một đối tượng và tiêm cùng loại vaccine. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm mũi 1 từ tháng 10 năm 2021 nếu đã chuẩn bị đủ điều kiện. Các sở y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát lập danh sách tiêm cho trẻ đang đi học từ lớp 6 đến hết lớp 12. Đối với trẻ thuộc lứa tuổi này không đi học thì phối hợp với chính quyền địa phương để lập danh sách. Bộ Y tế lưu ý tổ chức tiêm theo hình thức chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng cố định, tại điểm tiêm lưu động và trường học. Ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định công bố tình hình dịch bệnh ở cấp 2, nguy cơ trung bình, căn cứ theo quy định thích ứng an toàn với COVID-19 của Chính phủ và Bộ Y tế. Từ 12 giờ ngày hôm nay 15 tháng 10, tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện nới lỏng nhiều biện pháp phòng chống dịch, yêu cầu người dân không tập trung quá 50 người nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện khi tham gia hoạt động thể thao ngoài trời. Đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ được phép hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định và một số điều kiện hạn chế. Tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục duy trì hoạt động toàn bộ 9 chốt kiểm soát dịch COVID-19 vào địa phận tỉnh Vĩnh Phúc nhằm kiểm soát người dân từ vùng đỏ vào tỉnh, người dân từ vùng xanh khi vào tỉnh này. Từ nay không cần có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Thưa quý vị, vừa qua Bộ Y tế đã ban hành quyết định hướng dẫn về chuyên môn y tế để thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ, ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Vậy việc phân loại, phạm vi và tiêu chí đánh giá các cấp độ dịch theo quyết định này cụ thể như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi hướng dẫn sau đây. Một, phân loại cấp độ dịch, cấp 1 nguy cơ thấp tương ứng với màu xanh, cấp 2 nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng, cấp 3 nguy cơ cao tương ứng với màu cam, cấp 4 nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ. 2. Phạm vi đánh giá từ quy mô cấp xã, khuyến khích đánh giá từ phạm vi quy mô nhỏ nhất có thể dưới cấp xã nhằm đảm bảo linh hoạt hiệu quả. 3. Các tiêu chí đánh giá, tiêu chí 1, số ca mắc mới tại cộng đồng trên 100.000 người một tuần. Mức 1 từ 0 đến dưới 20, mức 2 từ 20 đến dưới 50, mức 3 từ 50 đến dưới 150, mức 4 trên hoặc bằng 150. Tiêu chí 2, tỷ lệ người trên hoặc bằng 18 tuổi được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19, mức 1 lớn hơn hoặc bằng 70%, mức 2 nhỏ hơn 70%. Trong tháng 10, tối thiểu 80% người lớn hơn hoặc bằng 65 tuổi tiêm đủ liều vaccine. Từ tháng 11, tối thiểu 80% người trên 50 hoặc bằng 50 tuổi tiêm đủ liều vaccine. Tiêu chí 3, đảm bảo khả năng tiếp nhận điều trị của các cơ sở khám chữa bệnh các tuyến. Tỉnh, thành phố có kế hoạch thiết lập cơ sở tiếp nhận điều trị, có kế hoạch bảo đảm số giường hồi sức cấp cứu tại các cơ sở khám chữa bệnh cả tư nhân. Đây là tiêu chí bắt buộc không phân biệt cấp độ dịch. Quận, huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc F0 tại cộng đồng, cung cấp oxy y tế cho các trạm y tế, đồng thời có phương án thiết lập trạm y tế lưu động tại khu cụm công nghiệp. Thưa quý vị, vừa qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh thành phố đã phối hợp với Công an và Sở Giao thông Vận tải thành phố tổ chức chuyến xe đưa bà con lao động của tỉnh bạn về các tỉnh Tây Nguyên. Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh đã bố trí 6 xe khách giường nằm, đưa gần 100 người là công nhân của các khu công nghiệp của tỉnh Long An đã đi bộ vượt chốt kiểm soát từ xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An qua địa phận xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè để đi về các tỉnh Gia Lai, Kon Tum. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các ban ngành đã lo chỗ nghỉ ngơi, ổn định tình hình cho bà con, test nhanh COVID-19, tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đối với những người đủ điều kiện, cung cấp lương thực, thực phẩm cần thiết, cũng như sữa cho trẻ em và phụ nữ mang thai. Lực lượng công an dẫn đường qua các chốt giáp ranh các tỉnh và chuyển tiếp đoàn xe cho các địa phương đưa bà con về quê an toàn.
Đây là việc làm thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nỗ lực hết mình của chính quyền cùng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bảo đảm an toàn, mang lại hơi ấm tình người cho những người dân các tỉnh bạn, dẫu chỉ một lần họ đi ngang thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Mình đã làm được gì cho bệnh nhân trong cái khoảng thời gian đấy? Là người bệnh nặng nhất, mệt mỏi nhất trong những người thân bệnh nặng thì đội ngũ nhân viên y tế chính là những người thân của họ. Hàng loạt bệnh nhân trở nặng cùng một lúc, cái lúc đấy rất là đau xót. Bất kỳ bác sĩ nào mà bước vào đây, người ta đều phải đối mặt cái thực tế này. Thực tế rất là tàn khốc. Dù dịch COVID-19 ở nước ta đang diễn biến phức tạp, nhưng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật vẫn luôn nỗ lực chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhất để phục hồi trở lại ngay khi dịch bệnh được kiểm soát. Tuy nhiên, sau một thời gian dài tạm ngưng hoạt động, quá trình khôi phục các hoạt động văn hóa gặp phải không ít vấn đề khó khăn. Những khó khăn đó là gì? Và đâu là giải pháp khắc phục vấn đề? Thưa quý vị, trước những tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, các hoạt động văn hóa đã phải gánh chịu những tổn thất không nhỏ, dù đã cố gắng khắc phục với mong muốn để công chúng được thưởng thức những sản phẩm, tác phẩm trọn vẹn nhất. Tuy nhiên, các đơn vị văn hóa nghệ thuật vẫn gặp phải nhiều hạn chế. Những hạn chế và khó khăn đó rất cần được tháo gỡ kịp thời để hoạt động văn hóa được phục hồi, phù hợp với quá trình thiết lập trạng thái bình thường mới khi mà dịch bệnh COVID-19 đang dần được kiểm soát. Dưới tác động của đợt bùng dịch COVID-19 lần thứ tư, trong nhiều tháng qua, gần như toàn bộ các hoạt động văn hóa nghệ thuật đã tạm dừng hoạt động nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, thay vì ngừng toàn bộ, nhiều hoạt động văn hóa đã tiến hành chuyển đổi hình thức tiếp cận công chúng. Chưa thể biểu diễn, trình chiếu trực tiếp, nhiều nhà hát nghệ thuật, bảo tàng, khu di tích đã triển khai công nghệ chuyển đổi số hóa, đưa các vở diễn, tour tham quan lên các nền tảng trực tuyến, giúp khán giả từ xa vẫn có thể theo dõi, thưởng thức không gian văn hóa một cách trọn vẹn nhất. Chúng tôi xác định là di tích đóng cửa nhưng mà không dừng hoạt động. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng phối hợp với các bạn tình nguyện viên thuộc nhóm Gabsto ra mắt cái dự án không gian văn hóa Quốc Tử Giám, tăng cường cái truyền thông quảng bá cho giá trị của di tích và hướng tới tổ chức các hoạt động văn hóa, giáo dục tại di tích. Trong cái thời gian vừa rồi dịch như thế thì chúng tôi cũng đã có một số những cái chương trình thực hiện theo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Cục Nghệ thuật biểu diễn và các nhà hát. Chúng tôi làm các cái chương trình online và ngay kể cả nhà hát cũng đã làm các chương trình giữ lửa đam mê hàng vào 20 giờ tối chủ nhật hàng tuần. Dù đã phần nào phục vụ được đời sống văn hóa tinh thần của người dân trong mùa dịch, tuy nhiên, việc triển khai các hoạt động văn hóa trên nền tảng số miễn phí vẫn chưa giải quyết được nhiều khó khăn của các đơn vị văn hóa nghệ thuật trong bối cảnh dịch bệnh như vấn đề nguồn thu cũng như trải nghiệm tốt nhất của công chúng trước mỗi tác phẩm. Triển lãm trực tuyến thì cái việc mà công chúng không được tham quan, không được chiêm ngưỡng trực tiếp cái tác phẩm đó là một cái sự thiệt thòi. Nghề ca hát rồi mà biểu diễn mà không được lên sân khấu thì chán vô cùng. Bởi chỉ ước mong mãi cứ ở mong là chỉ được lên sàn diễn và được biểu diễn cho khán giả. Kể cả ngày nay mai mà tất cả mọi thứ mà có thể được trở lại bình thường thì để những tấm vé đến tay khán giả cũng sẽ rất là khó khăn. Nó sẽ bởi vì mọi người còn đang phải khắc phục kinh tế. Mong muốn của nghệ sĩ cũng chính là mong muốn của khán giả. Cùng với sự chuẩn bị và hồi phục của nhiều hoạt động văn hóa sẽ phần nào thỏa lòng mong mỏi cho những người trong cuộc và công chúng yêu văn hóa. Thưa quý vị, ngành văn hóa thể thao và du lịch đang cố gắng đưa các hoạt động trở lại trạng thái bình thường mới. Các cơ quan chức năng cùng nghệ sĩ hứa hẹn sẽ mang tới cho công chúng các dự án tác phẩm mới. Vượt lên đại dịch, các dự án mới sẽ được thực hiện đa dạng về loại hình, phong phú về đề tài để sẵn sàng phục vụ khán giả trong thời gian tới. Trước nhiều khó khăn, hạn chế ngành văn hóa đang gặp phải, ngay khi tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, người dân dần dần thiết lập trạng thái bình thường mới, đáp ứng mục tiêu thích ứng an toàn với COVID-19. Nhiều hoạt động văn hóa, triển lãm đã từng bước được khôi phục trở lại. Cùng với đó, những điều kiện nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch cũng được các đơn vị văn hóa nghệ thuật thực hiện nghiêm ngặt, giúp các hoạt động được diễn ra an toàn, văn minh. Ngay từ trong khi mà dịch bệnh diễn biến phức tạp thì chúng tôi cũng đã có nhiều những cái kế hoạch và ý tưởng
cũng như là sự chuẩn bị. Thế vì vậy rằng là trong tất cả các lĩnh vực từ điện ảnh cho đến nghệ thuật biểu diễn cho đến mỹ thuật, chúng tôi luôn luôn chuẩn bị để đưa ra những cái triển lãm, những cái cuộc biểu diễn mới, những tuần phim để làm sao mà chúng ta đưa lại một cái sự hoạt động bình thường. Cũng rất là mừng là chúng ta sẽ đón được khách đến tham quan triển lãm, nhưng mà cái quan trọng là triển lãm vẫn phải theo cái quy định của nhà nước, thực hiện cái 5K rồi những cái biện pháp về chống dịch. Cùng với đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có nhiều chương trình tọa đàm, đối thoại cùng doanh nghiệp, đơn vị nghệ thuật nhằm xây dựng các nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các hoạt động văn hóa du lịch, đáp ứng trạng thái thích ứng an toàn với COVID-19, khôi phục ngành văn hóa theo hướng lâu dài, bền vững. Với sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan quản lý, các hoạt động văn hóa hứa hẹn sẽ có sự hồi phục mạnh mẽ, vừa đáp ứng được nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của người dân, vừa có thể đảm bảo an toàn, chung tay phòng chống dịch COVID-19. Tiếp nối chương trình, hơn 89 tỷ đồng, 103.000 thiết bị để hỗ trợ trẻ em học online. Khát vọng tuổi trẻ dựng xây đất nước hùng cường. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 127 trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 được tổ chức trực tuyến toàn quốc với địa phương về tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021. Nghị quyết số 127 của Chính phủ nêu rõ không ban hành các quy định mới và bãi bỏ ngay những yêu cầu điều kiện trái với quy định của cơ quan trung ương, gây khó khăn cho người lao động, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, khẩn trương thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, trong đó lưu ý nguồn vốn ODA bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chủ động tháo gỡ vướng mắc theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 năm 2021 chỉ đạt 47,38% kế hoạch được giao. Vốn đầu tư công được coi là vốn mồi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Việc giải ngân vốn đầu tư công chậm sẽ ảnh hưởng chung đến phát triển kinh tế đất nước. Qua 2 năm dịch COVID-19 hoành hành, các chuỗi cung ứng nông sản bị đứt gãy khiến nhiều vùng sản xuất khó duy trì hoạt động. Điều này cho thấy an ninh lương thực là vấn đề đặc biệt quan trọng, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Nhằm hỗ trợ phát triển các hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng hiệu quả và bền vững hơn, ngày hôm nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Đại sứ quán Ý tại Hà Nội, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc FAO tổ chức kỷ niệm lần thứ 41 Ngày Lương thực Thế giới và 76 năm thành lập tổ chức FAO. Năm 2021, trong hoàn cảnh dịch bệnh nhưng sản xuất nông nghiệp của Việt Nam vẫn tương đối ổn định, với tổng sản lượng lúa gạo của nước ta đạt khoảng 43,3 triệu tấn, thịt sẻ các loại đạt trên 6 triệu tấn, thủy sản khoảng từ 8 đến 9 triệu tấn, sữa tươi 2,5 triệu tấn, trứng gia cầm 15 tỷ quả. Không những đẩy mạnh sản xuất lương thực mà phải làm sao kết nối giữa sản xuất và tiêu thụ. Có lương thực rồi nhưng mà với lương thực phải tiếp cận đến mọi người dân, đến mọi nhà và mọi vùng. Bộ đã thành lập hai cái tổ công tác đặc biệt đã gắn kết với các bộ ngành, đặc biệt với các địa phương và con nông dân là vẫn tiếp tục thúc đẩy sản xuất, nhưng đã tạo có rất nhiều những các cái giải pháp sáng tạo để kết nối giữa cung và cầu. Ngày Lương thực Thế giới năm nay với chủ đề Hành động hôm nay, tương lai ngày mai, cải thiện sản xuất, dinh dưỡng, môi trường và cuộc sống. Sự kiện đã kêu gọi sự chung tay hành động từ tất cả các ban ngành nhằm bảo đảm hệ thống lương thực thực phẩm có thể cung cấp đủ với giá cả hợp lý, an toàn và dinh dưỡng đến mọi người dân. Và thưa quý vị, vào sáng nay tại Hà Nội thì đã diễn ra Đại hội đại biểu phụ nữ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển lần thứ 3. 5 năm qua, các phong trào thi đua của phụ nữ đã được triển khai sát với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ với nhiều cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Phong trào phụ nữ cảnh sát biển luôn gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị và cuộc vận động đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tiêu chí phụ nữ quân đội 4 tốt. Có trên 98% hội viên đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua, với 71 tập thể hội và hơn 400 cá nhân phụ nữ đã được khen thưởng vì những thành tích đã đạt được trong công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ thời gian qua. Thưa quý vị, sau một tháng triển khai chương trình Sóng và Máy tính cho em trên toàn quốc, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã huy động được hơn 89 tỷ đồng và hơn 103.000 thiết bị
hỗ trợ học sinh học trực tuyến. Có 52 trên 63 Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố triển khai chương trình này. Chương trình Sóng và Máy tính cho em do Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động vào ngày 12 tháng 9. Chương trình hiện vẫn được triển khai trên cả nước và tiếp tục nhận được sự ủng hộ tích cực của nhiều nhà hảo tâm. Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng đã kêu gọi vận động toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức, nhà giáo, nhân viên, người lao động tham gia ủng hộ kinh phí để hưởng ứng chương trình này. Kinh phí được sử dụng trên nguyên tắc công khai, minh bạch. Thưa quý vị, hôm nay ngày 15 tháng 10, kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, phát huy truyền thống đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã triển khai hàng nghìn đội hình thanh niên tình nguyện tham gia phòng chống dịch bệnh, thực hiện nhiều công việc có ý nghĩa để đưa đất nước sớm trở lại bình thường. Thời điểm thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam bùng phát dịch cũng là thấy rõ nhất tinh thần tình nguyện xung pha, không quản ngại hy sinh của lực lượng thanh niên. Trong đội hình các y bác sĩ, các cán bộ chiến sĩ công an, quân đội, chính quyền cơ sở nơi tuyến đầu căng mình chống dịch trong nhiều tháng qua, rất đông là những người trẻ tuổi. Trên khắp cả nước, hàng ngàn bạn trẻ viết đơn đăng ký tham gia tình nguyện theo tiếng gọi của non sông. Khi mà nhìn thấy các bạn trẻ đóng góp và cống hiến cho đất nước và cho chung tay để bảo vệ cái cộng đồng, lợi ích cộng đồng trong mùa dịch này, thì bọn em cũng muốn là được góp phần một phần nào đấy để có thể đóng góp vào cho đất nước. Dưới cái màu áo của tổ chức đoàn, thì rất nhiều đoàn viên thanh niên thủ đô đã lên đường tham gia tình nguyện để phòng chống dịch ở các tỉnh phía Nam, ở các khu vực dịch. Trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp hiện nay, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, các hội thành viên tập thể, các hội viên và thanh niên đã phát huy tinh thần tiên phong, tương trợ và thích ứng, từ đó đã triển khai nhiều chương trình hiệu quả. Các chương trình san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch, chịu túi an sinh, chịu bữa cơm, ATM gạo, nối vòng tay thương và nhiều chương trình khác đã góp phần không nhỏ trong công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh. Các cấp bộ hội cũng đã tổ chức các hoạt động cùng với các cấp các ngành để chung tay phòng chống dịch cũng như là tham gia vào hỗ trợ người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn bởi đại dịch cũng như là các hoạt động, các hình thức tổ chức của địa phương nhằm khắc phục hậu quả do Covid gây ra. Đó là phong trào nối tiếp phong trào. Hội đã tập hợp và phát huy được sức trẻ của triệu triệu thanh niên vào việc bảo vệ và xây dựng đất nước. Hội đã thực sự là mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên một cách rộng rãi và ngày càng hiệu quả. Phát huy những giá trị truyền thống vẻ vang của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các thế hệ hội viên thanh niên Việt Nam với hàng triệu con tim, chung một nhịp đập, chung khát vọng, chung một tình yêu tổ quốc, cống hiến tất cả tài năng, sức lực, trí tuệ, chung tay cùng cả nước chiến thắng đại dịch COVID-19, phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tầm nhìn đến năm 2030 và mục tiêu đến năm 2045, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Thưa quý vị, sau thời gian ảm đạm phải dừng biểu diễn vì dịch bệnh COVID-19, sân khấu nghệ thuật thủ đô đã sẵn sàng cho ngày mở cửa trở lại bằng nhiều chương trình biểu diễn với chất lượng nghệ thuật cao. Hồng Hà Tự Khúc là một trong những chương trình như thế. Hồng Hà Tự Khúc là chương trình nghệ thuật do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức, với sự tham gia biểu diễn của đông đảo nghệ sĩ diễn viên Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Được kết cấu thành 3 phần: Ký ức dòng sông, Hoài niệm thu, Hà Nội hào hoa. Chương trình được dàn dựng công phu với những ca khúc về Hà Nội, về mùa thu như Hà Nội niềm tin và hy vọng, Hà Nội linh thiêng và hào hoa, Nồng nàn Hà Nội. Bên cạnh đó, chương trình cũng giới thiệu nhiều ca khúc mới về Hà Nội, nổi bật có ca khúc Hoài niệm thu, sáng tác nghệ sĩ ưu tú Đỗ An, phổ thơ Trần Trương do nghệ sĩ ưu tú Ngọc Khang thể hiện. Chương trình là món quà mùa thu đặc biệt dành tặng nhân dân thủ đô và khán giả cả nước, cũng như cổ vũ tinh thần và tri ân những nỗ lực không mệt mỏi của các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch với những thành tích đáng tự hào để mang lại bình yên cho nhân dân. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.